Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 2 tháng 11 năm 2003, chúng ta đang ở tại Chùa Từ Nghiêm Sâm Mới trong khóa tu mùa thu. Thầy xin nhắc là các vị ở Việt Nam mới sang đó, và các vị khác mà nếu mà không biết tiếng Anh thì phải lập tức học tiếng Anh, học tiếng Anh mới được. Có những cái lớp đàm thoại cấp tốc. Và các vị xuất gia không biết tiếng Việt thì cũng phải bắt đầu học tiếng Việt. Có nhiều vị học tiếng Việt đã giỏi rồi, như là sư Cô Linh Nghiêm đã nói tiếng Việt giỏi, đã nghe tiếng Việt giỏi. Xem Tùng Nghiêm đã bắt đầu hiểu được sơ sơ. Một con mèo, một em bé. Và mình có những cái bài tụng bằng tiếng Anh, bằng tiếng Pháp. Tất cả mọi người đều phải học hết. Và các vị xuất gia gốc Tây Phương cũng phải học những cái bài tụng bằng tiếng Việt. Và như vậy hai bên tới gần nhau hơn. Mỗi bên bước một bước. Vì vậy cho nên cái sự truyền thông nó sẽ dễ dàng hơn. Nó tóm lại là những người gốc Á Đông phải học tiếng Tây Phương, và những người gốc Tây Phương cũng phải học tiếng Á Đông để cho nó có sự tiện lợi trong khi mà sống chung với nhau. Cái số thiền sinh Pháp càng ngày càng đông. Bởi vậy cho nên thầy đang nghĩ rằng có một nào đó thì mỗi tuần mình phải có một bài pháp thoại bằng tiếng Pháp. Có thể là mỗi tuần có một bài tiếng Anh, một bài tiếng Pháp. Nhưng mà bây giờ thì người nghe tiếng Anh vẫn còn đông hơn người nghe tiếng Pháp. Cho nên các thiền sinh Tây Phương phải tới đông hơn, chiếm đa số, thì lúc đó mình mới được có một cái bài tiếng Pháp mỗi tuần. Còn mỗi ngày mà thầy nói ba bài thì hơi nhiều. Bài tiếng Việt, bài tiếng Anh, bài tiếng Pháp thì hơi nhiều. Tổ Lâm Tế dạy chúng ta rằng là mỗi người chúng ta đều có cái tâm sáng chói. Và nếu mà mình tìm về được cái tâm sáng chói đó, mà nếu mình vận dụng được cái tâm sáng chói đó, thì mình có thể làm được giống như các vị Bụt và các vị Bồ Tát, không có khác. Có thể làm được ngay bây giờ. Nhưng thực sự là cái tâm sáng chói đó, nó không được sáng chói lắm. Tại vì chúng ta không có tu tập. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm, trong kinh Anguttara Nikaya, trong kinh Anguttara Nikaya, tức là Tăng Chi Bộ, thì Đức Thế Tôn có nói rằng là cái tâm của mình vốn là sáng chói, nhưng mà tại vì những cái phiền não nó làm cho uế nhiễm, nó làm cho đen tối. Và vì vậy cho nên mình muốn sử dụng cái tâm sáng chói đó, mình phải trở về và mình phải tu tập. Cũng giống như là một cái mảnh đất, mảnh vườn mà lâu ngày không có trồng trọt đó, thì nó sẽ khô cứng, nó sẽ có gai góc và cỏ dại mọc đầy. Cái tâm mình cũng vậy, nếu cái tâm mình không có tu tập
thì nó giống như một khu vườn có gai góc, có cỏ dài. Vì vậy cho nên tu tập có nghĩa là trở về làm việc trên miếng đất tâm của mình. Cái chữ tu tập á, tiếng Phạn là bhavana. Nên cái nghĩa nó hơi khác một chút. Tiếng Hán Việt là tu tập. Chữ tu nó có nghĩa là làm cho nó tốt trở lại. Như trong cái danh từ tu bổ hay là tu chính. Chữ tập có nghĩa là phải luyện cho nó quen, làm cho nó quen. Cái nghĩa cũng hay. Nhưng mà chữ bhavana nó có nghĩa hơi khác, là nó có chữ bhava này có nghĩa là có ra. Cái gì mà chưa có, mình làm cho nó có ra. Và ví dụ như là một cái mảnh vườn mà không có hoa, có trái, thì mình làm cho có hoa, có trái ra. Tức là nó có đất rồi, nó có hạt giống rồi, nhưng mà không có công phu thì là không có hoa, có trái. Vậy vậy cho đến bhavana, tức là từ cái chỗ không có mà làm cho nó có, tức là có hoa, có trái. Tiếng Pháp là quintia. Chữ quintia rất là hay. Chữ bhavana mà dịch là quintia là hay lắm. Quintia tức là trồng. Quintive. Cultivate. Tức là không có, mình làm cho nó có, gọi là cultivate. Nó có hạt giống, nó có những điều kiện, nhưng mà mình tại mình chưa có cày cấy, có gieo trồng, không có công phu. Cho nên nó chưa có. Và cultivating, tức là làm cho nó có, làm cho nó hiển lộ ra. Giống như hướng dương đó. Khi mình tới làng Mai vào khoảng tháng 7 thì mình thấy hướng dương nở đầy, đầy đồng, đầy đồi. Mà sở dĩ mình thấy hướng dương nở đầy như vậy, vàng rực như vậy, là tại vì từ hồi tháng 4 các người nông dân họ đã cày đất, họ đã bừa đất, họ đã bỏ phân, họ đã gieo hạt. Thì cái đó gọi là quintia, cái đó gọi là cultivating. Thì cái tâm của mình là đất, và trong đất đó nó có những hạt giống tốt, cũng như sân thượng có rau dền và có những cái hạt uragula. Mình chỉ cần cày lên và tưới nước là nó lên những cái cây đó. Thì sự tu tập cũng vậy, tức là từ cái chỗ không có mình làm nó có. Kỳ thực nó có nhưng mà nó bị bít lắm. Và cái tâm sáng chói là cái gì? Tâm sáng chói nó có đó, nhưng mà tại vì mình không tu tập cho nên nó không có biểu hiện ra được. Và không biểu hiện ra được thì mình không làm được như Bụt, và mình không làm như các vị Bồ Tát được. Mà cái đó không phải đi tìm ở ngoài, nó có sẵn ở trong cái đất tâm của mình. Nên chữ cultivating là rất hay, nó có thể dịch được là bhavana. Chữ kuntuya nó cũng có nghĩa là văn hóa. Tiếng Pháp, tiếng Anh cũng có nghĩa là văn hóa. Và văn hóa không phải là cái gì nó từ nó mà nó có được. Mình phải gieo trồng. Đây là một đoạn trong kinh Anguttara Nikaya. Này các thầy, tôi không thấy một pháp nào khác lại đưa đến bất lợi lớn như là tâm không có tu tập. Này các thầy, tôi không thấy một pháp nào khác lại đưa đến bất lợi lớn như là cái tâm không có tu tập. Này các thầy, tâm không tu tập đưa đến những bất lợi rất là lớn. Cái tâm mình mà không tu tập á, thì nó đưa lại những cái phiền não, giận hờn,
chia rẽ, oán thù, khổ đau, bất lợi rất là lớn. Cũng như một cái miếng đất mà không có chăm sóc gieo trồng thì nó sẽ đưa tới gai góc, bụi bặm, bụi rậm. Này các thầy, tôi không thấy một pháp nào khác lại đưa đến những bất lợi lớn như là một cái tâm không có tu tập. Tâm không tu tập, này các thầy, đưa đến bất lợi lớn. Này các thầy, tôi không thấy một pháp nào khác lại đưa đến ít lợi lớn như là tâm được tu tập. Tâm mà được tu tập, này các thầy, nó sẽ đưa đến lợi rất lớn. Nó sẽ có từ, nó sẽ có bi, nó sẽ có trí, nó sẽ có dũng. Nó làm hạnh phúc cho mình, làm hạnh phúc cho đời rất là lớn. Và cái tâm sáng chói mà Tổ Lâm Tế nói đó là cái tâm nó có sẵn ở trong mỗi người của chúng ta. Chúng ta chỉ cần trở về chăm sóc miếng đất của tâm thì tự nhiên cái tính sáng chói của tâm đó nó sẽ biểu hiện. Cái tâm mình mà không sáng chói được là tại vì những cái phiền não nó che lấp. Phiền não có nhiều. Như là tham, sân, si, mạng, nghi, tà kiến. Mình phải học cái cách điều phục cái tâm của mình. Cái tâm của mình nó giống như là con ngựa hoang. Muốn con ngựa trở thành một con ngựa hữu dụng thì mình phải có nghệ thuật gọi là điều mã, taming the horse, cái này gọi là taming the mind. Cái tâm của mình nó giống như là một con vượn, một con khỉ, nó chuyền cành, nó kéo mình đi, mình không có điều phục được nó. Bởi vậy cho nên mình không có làm được như là Bụt đang làm và các vị Bồ Tát đang làm. Cái tâm mình nó như vậy. Mình có học hỏi cách mấy đi nữa, mình có học kinh, học thuộc tam tạng kinh điển và diễn giảng giáo lý ba thừa câu chạy đến mấy mà cái tâm của mình không có được điều phục thì nó cũng có ích lợi gì hết. Vì vậy cho nên vấn đề là phải trở về và nắm lấy cái tâm mình và điều phục cái tâm mình. Nếu không thì sẽ đâu có đau khổ nhiều. Nếu điều phục được tâm mình sẽ đưa lại những lợi ích rất lớn, hạnh phúc rất lớn. Ở bên Thái Lan và một số các nước khác, họ điều phục được cả những con voi. Con voi rừng rất là hung hăng. Và họ đem về họ điều phục được. Có khi họ dùng cả những cái sợi xích bằng sắt, họ cột chân con voi lại. Và những con voi rừng hung hăng như vậy mà trở thành những con voi có thể chuyên chở, có thể giúp được con người rất là hay. Và chính những con cọp ở trong các gánh xiếc người ta cũng có thể điều phục được và làm được những cái điều mà những con cọp thông thường không có làm được. Cái tâm của mình cũng như vậy, nó là một con voi hoang. Đúng là một con voi hoang, nó là một con ngựa hoang. Và mình phải làm thế nào để cột con voi hoang đó lại, cột con ngựa hoang đó lại và luyện tập cho nó. Mình phải bắt đầu mình phải có những cái sợi dây để cột nó lại. Những cái người đi bắt ngựa hoang, họ có một cái sợi dây. Họ cũng cưỡi trên một con ngựa. Con ngựa đã thuần rồi. Họ cầm sợi dây đó, họ chạy theo con ngựa hoang. Và họ liền sợi dây một cái, thì con ngựa hoang bị
vì cái thòng lọng nó kéo lại, vùng vẫy nhưng mà không được nữa. Và từ từ con ngựa hoang đó được đưa về và được luyện tập, nó trở thành ra một con ngựa có ích lợi. Cái tâm mình cũng vậy, cái tâm mình là con ngựa hoang. Và vì vậy cho nên cái phương pháp thực tập chánh niệm nó là những cái sợi dây cương, nó giữ con ngựa hoang lại để cho con ngựa từ từ nó thuần đi. Và tại Làng Mai thì chúng ta biết những cái phương pháp, chúng ta có những cái sợi dây cương nó nắm, nó cột được cái tâm, nó cột được cái ý, nắm lấy cái ý, gọi là thủ ý. Thủ tức là nắm được. Và mình có thể nắm được cái ý bằng nhiều phương pháp. Phương pháp là hơi thở, là an bang thủ ý. An bang tức là hơi thở vào thở ra, anapana. Anapana là hơi thở vào hơi thở ra. Thủ ý tức là sati, anapana sati. Tại Làng Mai mình có phương pháp thở và mình có phương pháp đi. Mình nắm lấy hơi thở và nắm lấy bước chân. Thì nếu quý vị không có sử dụng những cái sợi dây của Làng Mai thì quý vị không có thể nắm được cái tâm của mình. Và vì vậy cho nên ai tới Làng Mai cũng phải sử dụng những cái sợi dây đó. Những sợi dây đấy không phải là của người khác đưa cho mình để cột mình, mà chính mình làm ra, mình sử dụng lấy, mình cột cái tâm mình lại. Nếu không thì có học cách mấy, có thực tập quán chiếu cách mấy cũng có được. Trước hết là phải nắm lấy tâm, gọi là thủ ý. Thủ ý là nắm lấy tâm, nắm lấy cái tâm ý. Nếu quý vị thực tập được chừng vài tuần lễ thì quý vị sẽ thấy nó khác liền lập tức. Mà phải thực tập cho miên mật, đừng có thực tập khơi khơi. Thì thầy đã đi ngang qua những cái thời gian thực tập như vậy rất là miên mật, và vì vậy cho nên thầy có sự chuyển hóa. Và quý vị cũng phải làm như vậy mới được, không có làm nửa vời, không làm lưng chừng được. Phải cương quyết nắm lấy cái tâm của mình. Và nắm cái tâm trước hết là nắm cái thân, tại vì thân tâm nó đi đôi với nhau. Cái hơi thở nó thuộc về thân, và hai chân mình cũng thuộc về thân. Nhưng mà nắm được cái hơi thở và bước chân thì từ từ nắm được cái tâm. Thì trong cái sinh hoạt hàng ngày, khi mình lái xe, hay là khi mình đi chợ, hay là khi mình nấu bếp, hay là khi mình rửa chén, những cái lúc đó là những cái lúc mà mình phải thực tập nắm lấy cái tâm, chứ đừng có làm việc suông. Làm việc suông thì ở ngoài đời họ làm việc biết bao nhiêu. Không có lý mình vô chùa mình cũng làm giống hệt như ngoài đời. Thì là trong khi rửa chén, trong khi nấu cơm, trong khi tưới nước, mình làm thế nào để cái tâm của mình nó được nắm lại. Mình nắm được cái tâm của mình. Mình trở về với cái tâm của mình. Cũng như là cái người điều mã luôn luôn ở với con ngựa. Ở Làng Mai chúng ta có một số bài kệ để thực tập. Và chúng ta đã thuộc lòng những cái bài kệ đó. Nhưng mà chúng ta phải thực tập cho đàng hoàng. Nắm lấy hơi thở, nắm lấy bước chân. Thì một vài tuần sau chúng ta bắt đầu nắm được cái tâm của chúng ta. Tại cái thân nó chứa cái tâm. Và cái tâm nó cũng chứa cái thân. Những cái bài này là những cái thiền phổ rất là hay, rất là đơn giản. Cái bài quay về nương tựa, hải đạo từ thân là một bài rất là mầu nhiệm. Những cái lúc mà tâm mình nó hoang mang, mình không biết làm cái gì cho đúng, những lúc mà tình trạng nó trở thành ra nguy hiểm, mình luống cuống,
trở về với hơi thở để thở theo cái bài đó, thì cái tâm mình nó an lại liền lập tức. Ví dụ như là khi mà ở trên máy bay mình nghe rằng là không tặc đã chiếm lấy máy bay rồi và có thể nổ máy bay bất cứ lúc nào, thì chính những lúc đó là cái bài này là mình phải thực tập. Mình sẽ sống hay là mình sẽ chết, nhưng mà mình sẽ sống hoặc là sẽ chết trong cái sự vững chãi của cái tâm. Nhưng mà nếu mà mỗi người trên máy bay đều có thực tập hết thì mình có cơ hội sống nhiều hơn, là tại vì người nào cũng vững chãi, người nào cũng không có náo loạn. Và không có náo loạn thì mình có thể thấy được rõ ràng, mình có thể biết được nên làm cái gì để mà cho cái tình trạng mà nguy hiểm có thể được chấm dứt. Quay về nương tựa, hái đạo từ thân. Đây là lời dạy của Đức Thế Tôn khi Ngài 80 tuổi. Ngài biết rằng khi mà Ngài tịch đi một cái thì sẽ có vô số các vị đệ tử xuất gia và tại gia cảm thấy bơ vơ, không có nơi nương tựa. Cho nên Ngài dạy rằng có một cái hải đảo trong tự thân. Và mỗi khi mình thấy bơ vơ, mình thấy lạc lõng, mình thấy buồn chán, mình thấy do dự, không biết làm cái gì cho đúng, thì mình phải trở về cái hải đảo đó. Nó có sự an toàn. Cái đó là cái tâm của mình, cái tâm vững chãi của mình. Hải đảo từ thân, tiếng Pali là Atadipa. Atadipa sarana. Sarana là quay về nương tựa. Thì một hơi thở nó đưa mình về cái hải đảo đó liền. Cái hải đảo đó nó có sự vững chãi. Cái hải đảo đó không phải là tìm ở ngoài, nó tìm ở trong tâm của mình. Và trong tâm mình nó có hạt giống của sự vững chãi, của sự thảnh thơi, nó có hạt giống của buộc. Và mình về nương tựa nơi cái đó. Ở bên Cơ Đốc giáo, họ những cái lúc mà họ hoang mang, họ sợ hãi, họ cũng trở về nương tựa nơi Chúa. Nhưng mà không có rõ ràng bằng. Cái này không phải là mình biết rằng ở trong người mình nó có hạt giống của sự vững chãi, của sự thảnh thơi, của sự không sợ hãi. Mình trở về, mình nương tựa nơi những hạt giống đó. Thì những cái hạt giống đó, nó cụ thể hơn là cái ý niệm về Chúa, là ý niệm về buộc. Và trong con người mình nó có những hạt giống xấu và có những hạt giống tốt. Và trong số những hạt giống tốt đó, nó có cái hạt giống của sự vững chãi, của sự tự do, của sự hiểu biết, của trí tuệ. Và chính cái đó, nó làm cái chỗ nương tựa che chở cho mình về nương tựa nơi cái đó. Thì nó rất rõ rệt về nương tựa những cái có thật, chứ không phải là cái mình tưởng tượng ra. Có thể mình tưởng tượng ra buộc hay là tưởng tượng ra Chúa. Nhưng mà cái hạt giống của trí tuệ, của thảnh thơi, nó có trong mình. Thành ra mình trở về mình nương tựa một cái rất là cụ thể, chứ không phải là một cái ý niệm. Quay về nương tựa, hái đạo từ thân. Thì trong cái tư thế ngồi á, thì mình có thể thở vào. Và trong khi mình thở vào thì mình đọc bốn chữ quay về nương tựa. Và trong khi mình thở ra thì mình đọc bốn chữ hải đảo từ thân. Trong tư thế đi cũng vậy, khi mình thở vào một cái thì mình để quay về nương tựa. Mà thở ra thì hải đảo từ thân.
và phải có sự quay về thật sự, chứ không phải là chỉ có cái lời tụng niệm. Tại mình tụng niệm nhiều rồi, mình cứ chim trị buổi sáng một giờ đồng hồ, chim trị buổi chiều tối một giờ đồng hồ, không đi tới đâu hết. Thành ra trong tư thế ngồi, trong tư thế nằm, trong tư thế đứng, trong tư thế đi đều có thể thực tập được quay về nương tựa. Hoặc mình có thể chẽ hai ra chỗ này, là quay về là hơi thở vào và nương tựa là hơi thở ra. Hai đạo là hơi thở vào, tự thân là hơi thở ra. Quay về nương tựa, hai đạo, tự thân. Và khi mình quay về, mình sẽ gặp cái gì? Chánh niệm là buộc. Soi sáng, soi gần. Quay về, mình sẽ gặp buộc. Mà buộc không phải là một cái gì trừu tượng. Buộc đây là chánh niệm. Ngoài chánh niệm không thể nào có buộc được hết. Mà chánh niệm là khả năng trở về với giây phút hiện tại. Biết cái gì đang xảy ra. Cái gì đang xảy ra là hơi thở vào và hơi thở ra. Cái đó gọi là an bàn thú ý. Tức là chánh niệm về hơi thở. Khi mình thở vào, khi mình thở ra thì nó phát khởi ra năng lượng của chánh niệm. Chánh niệm đó là buộc rồi. Nếu không có cái chất liệu chánh niệm thì cái người đó không thể được gọi là buộc. Vì vậy cho nên chánh niệm là buộc. Khi mình gọi Nam Mô A Di Đà Phật chưa chắc đó là chánh niệm. Tại mình có thể gọi những con vẹt. Mình gọi buộc cũng như là cái ông kia, ông nói chim trị vậy thôi. Nó không có chánh niệm. Mà niệm buộc đúng á, là trong cái niệm buộc nó có chánh niệm. Mà mình nếu không có niệm buộc, mà mình niệm hơi thở, niệm bước chân, niệm đám mây, niệm hòn sỏi, mà có chánh niệm, thì cái đó cũng là buộc. Vì vậy cho nên chánh niệm là buộc, chứ không phải là cái danh từ buộc là buộc. Và khi mình trở về cái hải đạo tự thân, mình gặp buộc liền, buộc dưới hình thức chánh niệm. Và chánh niệm là ánh sáng, nó soi cho mình thấy. Nó soi cho mình thấy cái ở gần và cái ở xa, gọi là soi sáng soi gần. Thì chánh niệm là ánh sáng. Khi mình uống nước, mình biết rằng là mình đang uống nước. Cái đó là có ánh sáng rồi. Còn uống nước mà không biết là mình uống nước, cái đó là bọn tội. Bước đi một bước mà mình biết ra bước đi một bước, đó là ánh sáng. Thì chánh niệm có nghĩa là nhận diện được cái gì nó đang xảy ra. Và cái sự nhận diện đó là ánh sáng, nó soi. Và khi một cái ánh sáng soi thì mình không có sợ hãi nữa. Cái chữ dipa nó cũng có nghĩa là cái đuốc. Atadipa là ngọn đuốc tự thân. Chứ Atta là tự thân, chữ dipa là hải đạo và cũng có nghĩa là ngọn đuốc nữa. Cảnh giới Atadipa có thể nói rằng là có thể là hãy trở về nương tựa trên hải đạo tự thân, hoặc là hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Hai cái đó nó đều có thể được các nghĩa như vậy. Dipa là cái ngọn đuốc, dipa là cái hải đạo. Thì có chánh niệm á, tức là có cái năng lượng để soi sáng, để biết cái gì đang xảy ra. Tại vì chánh niệm theo cái định nghĩa căn bản của nó là cái khả năng biết được cái gì đang xảy ra.
hơi thở là pháp. Bảo hộ thân tâm. Hơi thở đây là hơi thở chánh niệm, không phải hơi thở thường. Mỗi ngày mình đều có thở vào ra thở vào non-stop, không ngưng lại. Nhưng mà cái đó không phải là pháp. Và khi mình thở vào, mình biết là mình thở vào. Khi mình thở ra mà ý thức được hơi thở ra, thì đó là pháp. Mà cái pháp này không phải là pháp nói hay pháp viết, mà cái pháp linh hoạt, pháp đích thực, the living Dharma, the living Dharma. Cũng như chánh niệm là the living Buddha. Hơi thở chánh niệm là the living Dharma. Pháp sống, Phật sống. Phật sống có khi mình có chánh niệm, pháp sống có là khi mình có hơi thở chánh niệm. Và khi mà có hơi thở chánh niệm rồi thì hơi thở đó, cái pháp đó là nó bảo hộ cho cả thân, cả tâm. Cái khi mà mình thất thần, khi mình sợ hãi, khi mình sắp sửa điên loạn, giống mình nghĩ là mình sắp điên loạn, mình hoảng hốt á, mình sắp cắt kè, thì là mình trở về với hơi thở và mình thở vào thở ra có chánh niệm. Thì hơi thở vào thở ra đó sẽ đưa mình vào trong cái trạng thái của sự an ổn. Khi mà người ta báo cho mình một tin rất là dữ và mình rất là sợ hãi, rất là hoang mang. Ví dụ như họ báo cho mình cái tin là mình có bệnh cancer, hay là người thương của mình bị thương, không biết có sống được qua cái tai nạn hay không. Thì tất cả những cái trường hợp đó, trong những trường hợp đó, đều phải trở về với hai đa tự thân, thực tập cái bài này. Cái bài này nó rất là hay. Và thầy đã sử dụng rất là hiệu nghiệm trong những cái giây phút khó khăn của thầy, và lúc nào cũng thành công hết. Khi mà cái thân của mình nó lâm vào cái tình trạng rất là nguy biến, và khi cái tâm của mình rơi vào cái tình trạng rất là khủng hoảng, thực tập bài này đều lấy lại được thăng bằng hết. Tại vì bài này là bài tập quy y tam bảo. Nó không nói là quy y tam bảo, nhưng kỳ thực là quy y đích thực tam bảo. Tam bảo không phải là như những cái đối tượng thờ cúng, mà tam bảo là những cái thực tại có thật ở trong tâm mình. Nếu quý vị thực tập mà không có thành công thì thầy không có đi dạy nữa. Thầy hứa là thầy không có đi dạy nữa. Tại vì khi mà mình thực tập hơi thở chánh niệm thì hơi thở chánh niệm trở thành ra một cái năng lượng nó bảo vệ cho cả thân, cả tâm. Và cái năng lượng đó là pháp linh động, pháp sống. Pháp sống cùng với Phật sống đang ở trong mình thì không có lý gì mà mình phải lo lắng nữa. Đây là cái khi mà mình biết, mình không biết rằng mình nên làm cái gì cho đúng, thì cái sự thực tập này nó cho mình biết rằng cái mà mình có thể làm được trong giờ phút này là trở về để quy nương tựa nơi tam bảo và nhờ cái sức tam bảo để che chở cho mình. Mà tam bảo đây không phải là đối tượng của sự tín ngưỡng thờ cúng. Tam bảo đây là những cái năng lượng có thiệt. Chánh niệm là buộc soi sáng xa gần, hơi thở là pháp bảo hộ thân tâm, năm uẩn là tăng phối hợp tinh cần.
khi mà mình dùng hơi thở chánh niệm, mình thực tập hơi thở chánh niệm, thì cái hơi thở chánh niệm đó gọi là cái pháp sống, cái pháp linh hoạt là Living Dharma, nó bắt đầu nó điều hòa cái năm uẩn của mình, nó đưa thân trở về với tâm, nó đưa tâm trở về với thân, nó ôm ấp những cái cảm thọ, những cái cảm xúc, và nó tạo ra cái sự điều hợp ở trong năm uẩn của mình, cho nên gọi là năm uẩn là tăng. Năm uẩn là thành phần của cái tăng thân ở trong, và năm uẩn đó nó có thể rời rạc, nó có thể chống đối nhau, nó có thể hỗn loạn, nhưng mà khi mà có hơi thở chánh niệm, tức là pháp linh hoạt tới rồi thì nó bắt đầu năm uẩn đó nó tới trở về với nhau trong một cái trạng thái gọi là có hòa điệu. Và mình chỉ cần thực tập 5 phút, 10 phút là mình thấy được cái sự hòa điệu đó của năm uẩn, đưa lại cái sự bình an, cái sự vững chãi của thân tâm rất là hay. Cái thiền phổ này nó rất là màu nhiệm. Đây mới có nửa bài thôi, nửa bài sau quý vị cũng thuộc rồi. Thở vào, thở ra là hoa, tươi mát là núi, vững vàng, nước tĩnh, làng chiếu, không gian, thanh thang. Ngày xưa khi Đức Thế Tôn còn trong một kiếp trước, Đức Thế Tôn đi tìm đạo thì có một con quỷ già xoa nói ta biết một câu kệ về chánh pháp, nhưng mà ta chỉ có thể cho ngươi được, đọc cho ngươi nghe được nếu ngươi bằng lòng để ta ăn thịt ngươi. Sau khi đó thì tiền thân Đức Thích Ca nói được, bây giờ anh nói cho tôi cái bài kệ chánh pháp đó rồi thì để tôi sẽ để cho anh ăn thịt tôi. Thì cái bài này cũng vậy, cái bài này nó có giá trị như vậy, là trong bất cứ một hoàn cảnh điên đảo, khó khăn, nguy hiểm cách mấy, để quý vị trở về hơi thở mà thực tập bài này thì quý vị sẽ có an ninh, sẽ được ba tam bảo hộ trì, không phải như là những cái mê tín, những cái lực lượng mê tín. Mà tam bảo là chánh niệm, nó có khả năng soi sáng cho mình, nó cho mình biết mình nên làm cái gì trong lúc này và mình không nên làm cái gì trong lúc này. Và hơi thở chánh niệm nó là pháp linh động, nó là pháp sống, nó điều hợp được cái thân tâm mình lại, nó đưa lại sự thăng bằng, sự yên ổn cho mình. Riêng thầy thì thầy đã thừa hưởng được rất nhiều từ cái bài thực tập này, và thầy không có đợi đến khi mà có những khó khăn. Đó là sự thực tập hàng ngày, mà sự thực tập này có thể xảy ra bất cứ trong lúc nào trong ngày. Lái xe cũng có thể thực tập được bài này, mà ăn cơm cũng có thể thực tập bài này. Và khi mình nhai á, mình nhai theo cái nhịp của bài này, và khi nhai hết bài này á, thì là cái cơm ở trong miệng mình nó rất là nhuyễn, nuốt vô thì rất là dễ tiêu. Trong khi ăn cơm cũng có thể thực tập được bài này, thay vì nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện kia, nghĩ chuyện bên này, nghĩ chuyện bên kia, nghĩ chuyện người này, nghĩ chuyện người kia, thì an trú trong cái bài kệ này để mà ăn cơm. Và thầy đã ăn cơm vô số lần với cái bài kệ này, ngồi đó mà trong khi ăn cơm thực tập quý y tam bảo. Quý tâm bảo một cách rất là khoa học, chứ không phải là quý y như là một người có đức tin, một người theo tôn giáo, một người tùy buộc. Ở đây được định nghĩa là chánh niệm, pháp ở đây có nghĩa là hơi thở chánh niệm, và tăng ở đây nghĩa là năm uẩn điều hợp với nhau dưới ánh sáng của chánh niệm. Trong khi mình đi thì mình cũng có thể thực tập được. Nếu mình đi thì mỗi hơi thở hai bước thì mình đi là quay về rồi mình thở ra mình để nương tựa.
quay về nương tựa. Khi mình đi mau hơn thì mình đặt thêm chữ là tôi quay về và nương tựa. Quay về nương tựa là nhịp 2. Tôi quay về và nương tựa nơi hải đảo của tự thân. Chánh niệm ấy tức là Bụt đang soi sáng khắp xa gần. Hơi thở ấy là chánh pháp đang bảo hộ cả thân tâm. Năm muộn kia là thân thân đang phối hợp rất tình cần. Thì mình chỉ cần chút thông minh là từ 2 chữ mình trở thành 3 chữ. Và trong khi mà quý vị chạy, quý vị cũng có thể thực tập được. Jogging mình có thể thực tập được theo bài này. Và thầy, bao giờ thầy làm jogging, thầy cũng thực tập cái bài này và những bài khác. Chứ không bao giờ thầy jogging chạy mà không có thực tập theo bài kể. Đây là tình độ là đây. Mỉm cười chánh niệm đang trú hôm nay, tức là mỗi hơi thở vào 4 bước, mỗi hơi thở ra là 4 bước. Đó là bài khác. Thành ra những vị nào mà chưa có thuộc lòng như cháo cái bài này thì phải học và phải đem ra thực tập liền. Mình nên biết rằng những cái lúc mà mình bơ vơ, mình băn khoăn, mình không biết làm cái gì cho đúng, để cứu hộ cái thân của mình, để cứu hộ cái tâm của mình, thì biết rằng cái bài này là cái bài cần phải trở về trong những lúc đó. The best thing you can do, cái hay nhất mà mình có thể làm để đối phó những trường hợp đó là trở về bài này. Và biết rằng mình đang làm cái mình có thể làm được rồi, thì tự nhiên không còn lo lắng nữa. Mình lo lắng, mình sầu khổ, mình sợ hãi là khi mình không biết rằng mình phải làm cái gì cho đúng. Và khi mình biết rằng mình đang làm cái mà mình có thể làm trong lúc này, cái hay nhất mình có thể làm trong những cái cơn bối rối đó là cái này. Thì khi mà bắt đầu thở vô, thở ra một cái là cái trạng thái đánh mất tự thân. Nó chấm dứt liền lập tức. Nó mầu nhiệm vô cùng. Cái bài này nó mầu nhiệm vô cùng. Bài này đáng để cho mình đổi cái thân mạng của mình. Nghe rồi thì để cho già soạn ăn thịt cũng được. Thầy khỏi phải đọc khúc chót ha. Nhưng mà đối với các vị mà chưa học cái bài này hết á, thì các vị giáo thọ phải dặn thở vào, thở ra là hoa tươi mát. Làm sao mình trở thành bông hoa trong khi mình thở vào, mình cảm thấy sự tươi mát trong khi mình thở ra. Cái này là thiền sỏi của các bé. Mà nếu các bé làm được thì mình cũng phải làm được. Khi mà một mình á, mình có thể đi thiền rất là chậm. Chậm nhiều hay chậm ít là tùy theo mình. Và khi mình làm được rồi thì tại sao mình phải chậm quá? Tức là mỗi bước chân nó phải có đủ thời giờ để mình sống cho thấu đáo cái thấy đó. Cái thấy là mình đã quay về, mình đang nương tựa, mình đang thực sự ở trong hải đảo của tự thân. Và mình đang tiếp xúc với thực tại một cách sâu sắc. Mình đang tiếp xúc với là cái giây phút hiện tại một cách rất là sâu sắc. Nếu chưa tiếp xúc thì mình chưa giữa chân lên thôi. Giống như là mình đóng một cái ấn. Có mực. Thì mình ấn xuống như thế này, mình muốn cái dấu ấn nó có đầy đủ, thành ra mình đôi khi mình làm như vậy này, để cho nó mực nó vô đủ rồi mình mới dỡ lên. Thì bước chân của mình cũng vậy đó, là khi mình chưa tới được cái giây phút hiện tại thì bước chân mình nó vẫn còn một chút tính cách của cái sự ma đuổi, đi như bị ma đuổi,
Thành ra đi một mình, đi thiền một mình, mình có cơ hội, mình đi lâu bao nhiêu cũng được. Mình đi chung với đại chúng thì mình phải đi một cái tốc độ nó bình thường, nó trung bình với đại chúng. Còn đi một mình thì tha hồ. Ví dụ mình đi, mình nói, bây giờ, và mình nếm và mình tiếp xúc cho được cái bây giờ thì lúc đó mình mới bước một cái này ở đây, giống như là dấu ấn nó in sát hoàn toàn thỏa mãn rồi thì mình bước khác. Nếu mà chưa tới, chưa hit the bottom thì mình có thể để như vậy. Đến khi nào mình tiếp xúc được cái bây giờ cho nó thật sâu, thật vững rồi thì mình mới đi cái bước kia. Và trong những lúc đó thì cái tâm mình hoàn toàn nó nằm ở trong cái sự kiểm soát của mình. Cái sợi dây của mình nó cột lại rất đàng hoàng và rất là dễ chịu. Con ngựa hoang, con voi hoang nó đau khổ khi mà nó bị buộc bằng những cái sợi xích sắt, bị đánh, bị ông này đánh ở trên đầu. Nhưng mà cái sự thực tập mình không có đau khổ như vậy. Nó có thể đưa tới sự hoang lạc, hạnh phúc rất là lớn. Vậy cho nên thay vì dùng cái thời giờ của mình để mà nói chuyện này, nói chuyện kia, kỳ giỡn, thì mình để ra để mình làm cái chuyện này. Mình trở về, mình chăm sóc cái vườn tâm của mình. Tại vì mình đi tu là để làm chuyện đó. Mình đi một mình ở trong vườn sồi, mình đi một mình ở trong vườn tre, mình tha hồ, mình thực tập. Mà trong mỗi cái bước chân như vậy, mình dẫm vào cái sự thật, dẫm vào cái thực tại, gọi là bộ đạp trước thực tại. Đó là câu kể của vua Trần Thái Tông. Mỗi bước đều dẫm vào cái thực tại cả, như không phải là đi trong giấc mơ. Đi không phải như một con, như bị con ma nó đuổi. Và khi mình làm được như vậy, bằng cách thực tập một mình rồi, thì đến khi mình đi với tăng thân, nó rất là dễ. Và mình làm chậm được rồi, thì làm mình đau cũng được. Hoặc là phải chậm, mình mới tiếp xúc được cái hiện tại với tất cả những màu nhiệm của nó. Cũng như mình nhìn cái bông này, mình nhìn sao để mình thấy được nó, và mình mỉm cười, thấy rồi, thiệt sự thấy rồi, chứ không phải nhìn qua như là một bóng ma. Cũng như cái ông trong cái tiểu thuyết Lê Trăng Dê của Albert Camus, 40 mấy tuổi rồi mà chưa bao giờ thực sự thấy trời xanh. Ông ở tù tại vì trong cái cơn bực bội ông giết một người, ông tên là Mược Xuân. Và có một bữa đó thì ông biết rằng là ngày mai ông sẽ bị đem bắn xử tử. Thì cái bữa đó nằm trong cái phòng tù của ông ta, thì ông ta ngửa lên thì thấy có một cái khung cỡ tàu vỏ màu vuông, và qua cái khung cỡ tàu vỏ đó ông thấy được trời xanh. Ông rất ý thức là chỉ còn 24 giờ đồng hồ nữa ông sẽ bị xử tử. Và kỳ này không biết tại sao ông thực sự thấy được trời xanh. Chưa bao giờ thấy trời xanh như vậy.
mà trời xanh nó chỉ có một cái khung nhỏ thôi. Rồi sống 40 mấy tuổi rồi mà chưa bao giờ nhìn trời, nhìn trời xanh mà thấy được trời xanh sâu sắc như vậy. Thì khi mình nhìn một cái, mình phải nhìn sao để cho thấy được. Rồi người ta hỏi, anh sống ở trên thế gian mấy chục năm, anh đã thấy trời xanh lần nào chưa? Mình phải nói, có thấy rồi. Và khi mà thấy được trời xanh như vậy, thì trời xanh đó không phải là ở trong một giấc mơ nữa, mà nó là thực tại. Cái đó gọi là thực địa. Bộ đạp trước thực địa là mỗi bước đều dẫm vào cái miếng đất của thực tại hết. Có một lần thầy tiếp một ký giả của nhật báo San Francisco Chronicle. Thầy có đưa ông ra sau khi mà ông phỏng vấn xong rồi, thầy có đưa ông ra xe. Thì thầy có dạy cho ông bước từng bước chân như vậy, từ cái chỗ ngồi phỏng vấn ở dưới ba cây tùng cho đến ra xe. Và nửa đường thì thầy mời ông dừng lại và mời ông ngẩng lên nhìn trời xanh và dạy cho ông thực tập là thở vào tôi thấy trời xanh thực sự, thở ra tôi mỉm cười với trời xanh. Thì sau đó trước khi từ biệt, ông nói thầy tôi chưa bao giờ nhìn trời xanh như vậy hết. Nó có một cái chút năng lượng chánh niệm vô thì trời xanh nó thật sự là trời xanh mình tiếp xúc được. Và cũng như mình đóng cái dấu, phải đóng cái dấu làm sao để cho nó yên vô thì mới được. Thì mỗi giây phút của đời sống hàng ngày của mình, mình phải sống như vậy, có chánh niệm thì tất cả đều trở thành thiệt. Và trong khi mình sống như vậy thì cái tâm của mình nó ở trong cái vòng tay của mình, nó không có đi sống ra như con người hoang nữa. Và vì vậy cho nên nó có sự khác biệt giữa cái sự điều phục con ngựa hoang, con voi hoang với là sự điều phục tâm. Nếu mình biết điều phục tâm, cái phương pháp điều thực tâm, thì điều phục tâm nó không có phải đau khổ như là khi mà con ngựa nó bị điều phục. Tại vì cái phương pháp chánh niệm ở làng Mai thực tập rất là dễ chịu, rất là hay. Mỗi giây phút đều có thể đưa tới sự hoang lạc, sự hạnh phúc được. Hơi thở cũng vậy, và bước chân cũng vậy. Nó đưa lại sự hoang lạc, sự nuôi dưỡng. Cho nên nó không có làm cho mình trầy da, tróc vảy như là sợi xích cột chân voi lại, hay là sợi thòng lọng cột cái đầu, cột cổ ngựa lại. Cái tâm mình hung hăng, nhưng mà mình có những phương pháp rất là bất bạo động để ôm lấy cái tâm của mình. Đó là nắm lấy bước chân và nắm lấy hơi thở. Nếu mà quý vị lên núi mà chỉ có 15 phút rồi phải trở về núi, và nếu mà thầy muốn cho quý vị một cái thiền phổ để về xài cả đời, thì thầy sẽ cho bài này. Và có thể suốt đời quý vị sẽ không lên núi được nữa, không có cơ hội lên núi được nữa, thì thầy cho bài này. Bài này nó có thể cứu được cái sinh mạng của quý vị, tâm, thân cũng như tâm. Và mình thực tập nó trong khi mình ngồi thiền. Nếu ngồi thiền mà không biết làm cái gì thì thực tập bài này đi, rồi sẽ biết mình sẽ làm cái gì. Luôn luôn có thể bắt đầu buổi ngồi thiền của mình bằng bài này. Trước khi thỉnh chuông cũng vậy, trước khi ăn cơm cũng vậy, trong khi ăn cơm cũng vậy, khi rửa chén, khi nấu nước, khi chạy bộ, bất cứ giờ phút nào mình cũng có thể thực tập quy y tam bảo cả. Bài này bản chất của nó là quy y tam bảo, và tam bảo này nó coi là đối tượng của sự thờ cúng, của sự của tín ngưỡng. Tam bảo này là những cái năng lượng có thật
ở trong mình chạm tới là nó phát khởi. Đó là năng lượng của chánh niệm, năng lượng của pháp, năng lượng của năm uẩn. Nếu mà mình chỉ có một bài để thực tập á, thì có thể là sau đó một thời gian mình bị lờn và nó không có hiệu nghiệm nữa. Giờ cái bài đó có hay mấy đi nữa, thì nếu mà mình thực tập nhiều quá, sử dụng nhiều quá, nó sẽ lờn. Cũng như một bài hát mà mình mê đó, mình cứ nghe hoài, nhưng mà nghe tới tuần thứ hai thì ngán. Vì vậy cho nên đừng để mình ngán cái bài đó thì rất là uổng. Mình phải giữ cho bài đó luôn luôn được tươi mát. Vì vậy cho nên mình phải sử dụng những bài khác. Mình có nhiều bài để sử dụng. Cái bài thứ hai cũng rất là quý, một cái thiền phụ rất là quý là bài vào vào ra sâu trầm. Bài này tiếng Anh và tiếng Pháp nó khác, thành là khi mà quý vị dịch đó, thì quý vị phải lên đầu. Vào ra sâu trầm khỏe nhẹ, lặng cười. Hiện tại tuyệt vời. Bài này nó có giá trị lớn lắm. Nó là một cái thiền phổ rất đơn giản. Và nó có thể được thực tập bằng trong bất cứ một cái giờ giấc nào trong ngày. Thiền ngồi cũng như thiền đi. Vào ra, tức là thở vào biết thở vào, thở ra biết thở ra, nó mới tắt lại. Đây là những cái khẩu quyết, nó là những cái thiền ngữ. Và nó tóm tắt. Đây là bài tập đầu của buộc dạy. Khi mà mình thở vào, thì mình biết là hơi thở vào nó đang xảy ra. Cái tâm của mình không có nghĩ chuyện gì hết. Cái tâm của mình nắm lấy hơi thở. Và nắm lấy hơi thở, tức là nắm được tâm. Tâm không có chạy nữa. Hơi thở ở đây, hơi thở có chánh niệm đây, là cái sự dây cương nó nắm được cái tâm. Nổi cái câu đầu này là được nắm được tâm rồi. Thở vào, tôi thở vào. Và đây là hơi thở vào của tôi. Đây là nhận diện hơi thở vào. Là hơi thở vào. Mình nhận diện người đó. À, mình nhận diện cái đó là cái gì? Khi tôi thở vào thì tôi biết rằng tôi đang thở vào. Khi tôi thở ra thì tôi biết. Tôi đang thở ra. Đó là bài tập do chính Đức Thế Tôn dạy trong kinh An Ba Thủ Ý, bài tập đầu. Sâu chậm nó có nghĩa là hơi thở vào đã sâu. Hơi thở ra đã chậm. Nó là sâu chậm. Và đây không phải là mình cố làm cho nó sâu. Mình cố làm cho nó chậm, mà tại vì mình đã thực tập thành công ở cái bài đó, cái câu đầu rồi. Nếu mình thở vào, mình thực tập thở vào, biết thở vào, thực tập thở ra, biết thở ra trong 1-2 phút mà thành công rồi, thì tự động, tự nhiên cái hơi thở vào nó sẽ sâu hơn và hơi thở ra nó sẽ chậm hơn. Cả hai hơi thở vào ra đều sâu, đều chậm hết. Và đây là cái sự nhận diện. Tôi thở vào và tôi biết rằng hơi thở vào tôi đã sâu hơn trước. Nó có nghĩa như vậy. Chứ không phải là tôi đang thở vào và tôi cố gắng làm cho thở vào, hơi thở vào tôi nó sâu thêm. Không phải như vậy. Đây là nhận diện. Bây giờ nó sâu hơn rồi, nó chậm hơn rồi. Nghĩa là cái phẩm chất của nó đã lên cao hơn trước. Trước khi tôi thực tập thì hơi thở vào và hơi thở ra tôi nó ngắn, nó hỗn hển. Nhưng mà khi mà tôi thực tập được nửa phút, một phút rồi, thì cái hơi thở vào tôi nó nhẹ lại, nó sâu lại, nó lắng lại.
nó chậm lại, nó có cái sự thư thái ở trong thân tâm. Tại vì nếu có cái sự hòa hưởng, thơ thái, nhẹ nhàng trong cái hơi thở, thì nó cũng có những cái đó ở trong thân và trong tâm của mình. Là hơi thở nó là môi giới giữa thân và tâm. Thở vào, tôi nhận thức rằng hơi thở vào của tôi đã bắt đầu sâu. Thở ra, tôi nhận thấy rằng hơi thở ra của tôi bắt đầu chậm lại. Tức là cái phẩm chất của hơi thở đã lên cao. Thở vào, tôi thấy khỏe. Và thấy khỏe đây không phải là tự kỷ ám thị. Mình không khỏe mà mình nói là tôi đang khỏe. Đó là giả dối. Tại sao nó không phải là tự kỷ ám thị? Tại vì nếu mình thành công trong hai cái bài tập đầu rồi, vào ra sao chậm rồi, thì tự nhiên trong người mình nó khỏe. Và khi mình thấy khỏe mà mình biết là mình đang khỏe, thì nó khỏe thêm. Nó hay vậy đó. Thở vào, tôi cảm thấy khỏe. Thở ra, tôi cảm thấy nhẹ. Cái nhẹ đây là cái gốc của nó là khinh an. Light. Ease. Chữ khỏe đây mình có thể dịch là I feel good. Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười. Nó gọi là lặng. An trú trong hiện tại. Giờ phút đẹp tuyệt vời. Giây phút đẹp tuyệt vời. Mình chỉ có một cái giây phút để sống thôi. Đó là giây phút hiện tại. Nếu trở về giây phút hiện tại mà tiếp xúc thì sẽ có bao nhiêu là màu nhiệm ở trong mình và xung quanh mình. Bỏ giây phút hiện tại không còn gì nữa hết. Bài này mình có thể hát được bằng tiếng Pháp, bằng tiếng Anh, bằng tiếng Việt. Nó có một cái lợi cho những người thực tập tiếng Việt là tại vì cái ngôn ngữ Việt Nam á, nó là đứng âm. Vì vậy cho nên phối hợp bước chân rất là dễ, nó đều nhau. Nhưng mà những người nói tiếng Pháp, nói tiếng Anh, nếu họ khôn một chút, họ cũng có thể tạo ra được những cái nhịp. Như là khi mình tụng tâm kinh á, theo đứng âm á, thì mình theo tiếng mở. Và mình có thể tụng được cả chúng một lần, rất là dễ. Còn tiếng Anh là đa âm. Nhưng mà mình cũng đã tụng chung được. Bodhisattva Avalokita và Moving, mình có thể tụng được. Thì khi mà mình bước đi, mình cũng có thể bước được theo cái nhịp nào đó. Thế nên mỗi người phải cắt những cái âm nào mà vừa cho mình để mà thực tập bước chân và hơi thở. Và phải đem hết mình, phải đem hết mình mà thực tập, nếu không thì uổng cho đời tu của mình. Và tôi xin cam đoan quý vị là chỉ vài tuần nó sẽ thay đổi. Thở vào, tâm tôi tôi thấy tâm tôi nó đã tĩnh lặng xuống. Và thở ra, tôi mỉm cười để mà công nhận rằng trong tôi có sự tĩnh lặng. Thở vào tâm tĩnh lặng là cũng bài tập của Đức Thế Tôn. Breathing in, I calm, I relax my mind, my feelings, my perceptions. Khi mà mình có một cái cảm thọ, cảm xúc nào đó, mà mình thực tập cái bài này thì là cái cảm xúc, cái cảm thọ đó nó êm dịu trở lại.
Cái đó gọi là thở vào tâm tĩnh lặng. Và khi mà thực tập bài này, mình đưa tới một cái sự buông thư của thân và của tâm. Cái sự buông thư của tâm nó không thể có được khi mà không có sự buông thư của thân. Vì vậy trên bài này cũng có thể thực tập trong tư thế nằm được. Tư thế ngồi, tư thế đi. Có thể bốn tư thế đều có thể thực tập được bài này. Bài trước cũng vậy. Và bài này cũng có thể thực tập trong khi ăn được. Tại trong khi ăn mình không có nói chuyện, mình vẫn tiếp tục thở có chánh niệm như thường. Và mình có thể nhai cơm mình theo cái bài này được. Bài này là một thiền phổ rất là hay. Nó không có thua cái gì của bài đầu. Nó cũng đáng giá ngàn vàng. Đáng giá mình hy sinh thân mạng để mình đổi lấy một cái bài như vậy. Thầy thực tập rất nhiều cái bài này. Khi mình bước ba bước thì mình để vào, 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 ra, 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 sâu, 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 chậm, chậm, chậm. Nhưng mà khi đi thiền hành thì mình nên đi thiền hành với đại chúng là hai bước chắc cũng đủ. Vào này, vào này, ra này, ra này. Đừng có đi tới cái sâu chậm liền. Phải vào ra một thời gian để cho nó vững thì mình mới đi tới sâu chậm. Vào, vào, ra, ra, vào, vào, ra, ra. Tức là mình thở bằng hai chân của mình, thở bằng hai cái chân của mình. Và mình đừng có tụng kinh, mình có tụng kinh vào vào ra ra, mình đừng có chim trĩ, vào, vào, ra, ra, sâu rồi, sâu rồi, chậm, chậm. Cố nhiên là mình có thể không có dùng bài kệ nào hết, mà mình vẫn có thể dẫm vào thực tại và mình an trú chánh niệm trong từng bước chân, không cần dùng bài hết mà nói. Nhưng mà khi mà cái tâm của mình á, nó còn là con người hoang thì phải dùng một vài cái cương, một vài cái sợi dây để kéo lại, để níu nó lại. Có khi mình đi giỏi rồi thì mình đâu cần có bài gì nữa đâu, mình đi như vậy mà mỗi bước chân của mình thành ra một cái ấn, nó in xuống đất cái sự an lạc, cái sự thánh thơ của mình. Đi như vậy một hồi thì cái đất mình đi nó trở thành thánh địa, mình để lại cái sự an lạc, cái sự hạnh phúc của mình trên đó. Người khác bước lên họ sẽ cảm thấy. Khi mà con ngựa thuần rồi thì mình không cần những cái sợi dây cột nữa. Nhưng mà khi mà con ngựa chưa thuần, khi mình chưa nắm được nó thì mình phải sử dụng những cái sợi dây này cho thiệt vững. Và những sợi dây này nó dễ chịu lắm. Nó không có làm cho mình trầy da như là những cái sợi xích sắt và cột chân voi hay là cái sợi thòng lọng của nó siết chặt cái cổ của con ngựa. Và khi mình xoa, mình lao bảng, mình cũng có thể thực tập được vào ra sâu chậm như thường. Cái bài thứ ba là bài Đây là tịnh độ. Tịnh độ là đây. Bài này nó đem lại cho mình rất nhiều hạnh phúc. Cái pháp môn của làng Mai là không có đi tìm tịnh độ ở trong tương lai. Tịnh độ trong tương lai có thể là một cái ảo tưởng. Và nếu trong cái giây phút hiện tại mình không có tiếp xúc được với tịnh độ, thì đừng có mong gì trong tương lai mà mình có tịnh độ. Mà nếu trong giây phút hiện tại mà tiếp xúc được với tịnh độ rồi, thì chắc chắn tịnh độ sẽ có ở tương lai. Sự thật là như vậy. Và vì vậy cho nên những cái màu nhiệm,
mà mình trở về tiếp xúc được trong giây phút hiện tại, nó đều thuộc về tịnh độ hết. Và chính cái thân của mình cũng, nó cũng là thuộc về tịnh độ. Chứ không phải tịnh độ là một cái gì nó có ngoài cái thân và cái tâm của mình. Cái thân và cái tâm của mình nó phải thuộc về tịnh độ. Nó cũng màu nhiệm như những cái tịnh độ. Những cái khác là tịnh độ. Thì lúc đó mình mới có tịnh độ thiệt. Còn tịnh độ không phải là một cái khung cảnh, một cái xứ sở. Nó có ngoài mình. Và cái thân của mình và cái tâm của mình không có thuộc về tịnh độ. Thì không bao giờ mình vào được tịnh độ. Chỉ khi nào thân và tâm của mình nó thuộc về tịnh độ thì mình mới đi ở trong tịnh độ thôi. Cho nên cái thực tập của mình là mỗi bước chân đi vào tịnh độ. Và nếu anh không có bước vào tịnh độ trong khi anh đang ở đây thì sức mấy mà anh bước vào tịnh độ trong tương lai được. Mà bước vào tịnh độ là nhờ cái gì? Nhờ chánh niệm. Nhờ chánh niệm. Tại vì chánh niệm nó đánh tan cái thất niệm, đánh tan cái tán loạn, và nó đưa tới cái tuệ giác. Cái tuệ giác cho mình biết rằng là trong giây phút hiện tại mình đang sống những cái giây phút mầu nhiệm của tịnh độ ở trong mình và xung quanh mình. Đây là tịnh độ. Tịnh độ là đây, mỉm cười chánh niệm. An trú hôm nay. Mỉm cười. Nụ cười này không phải là nụ cười ngoại giao, nụ cười làm duyên, mà nụ cười của chánh niệm. Tại sao phải cười? Tại vì sự sống màu nhiệm quá chừng. Mình đã sống bao nhiêu năm rồi? 30, 40, 50 năm rồi. Và nó uổng quá đi. Thì giờ vừa qua mình chạy theo những cái bóng dáng, những cái ảo tưởng rất là uổng. Bây giờ mình tỉnh rồi, mình biết quý những cái giây phút, những cái ngày giờ còn lại của mình. Và mình nguyện không có xài phí một cách oan uổng những cái ngày giờ đó. Mỗi phút là một viên ngọc quý. Nó chứa đựng trời mây, đất nước. Mỗi phút một giây một viên ngọc quý tóm thâu đất nước trời mây. Chỉ cần một hơi thở nhẹ là bao phép lạ hiện bày. Chim hót, thông reo, hoa nở, trời xanh, mây trắng, tinh đỏ. Sống như vậy mới là cái nghệ thuật đang sống và có thể làm được bây giờ. Thì với cái tâm sáng chói đó, với cái chánh niệm đó là mình có thể làm được như buộc. Mỗi bước chân đi vào tinh đỏ. Đây là không phải chuyện mơ tưởng. Cái thực tập của lần mai là không có mơ tưởng, không có đầu tư vào tương lai. Không cần hy vọng. Không cần ao ước. Những cái gì mình muốn đều có thể có được trong giây phút hiện tại hết. Thì mỉm cười chánh niệm là vậy đó. An trú hôm nay tức là trở về giây phút hiện tại. Buộc ở đâu? Buộc là lá chín. Cái bài này được viết trong mùa thu. Khi mà lá nó đỏ tươi hay nó vàng ao, đỏ ao hay là vàng tươi. Lá chín là lá như vậy. Người ta nói trái cây nó chín nhưng mà lá nó cũng chín. Và lá chín nó rất là đẹp. Một cái tờ lá đỏ hay vàng ao nhìn vào mà thấy buộc ở trong đó. Thấy tình độ trong đó. Tức là mình thành công rồi. Mình đi tìm buộc và pháp ở đâu nữa và tình độ ở đâu nữa. Nếu mình thấy được một tờ lá đỏ đẹp như vậy, màu nhiệm như vậy, thì buộc ở trong tờ lá đó, tình độ ở trong tờ lá đó. Và nếu mình có hạnh phúc thì thôi, còn nhìn nữa đâu. Buộc là lá chín, pháp là máy bay. Những người theo Cơ Đốc giáo cũng phải thực tập như vậy. Đừng có tìm Thượng Đế ở trên mây, ở trên trời. Phải tìm Thượng Đế ngay trong giây phút hiện tại. Phải tìm Thượng Đế trong lá, trong một tờ lá đỏ, trong một đám mây bay. Và có hạnh phúc ngay trong lúc đó thì mới tiếp xúc được với Thượng Đế. Còn không, Thượng Đế là một cái ý niệm mơ hồ, viễn vông. Đó là sự hy vọng vào tương lai. Thấy lá, mình thấy buộc. Thấy mây, mình thấy pháp.
tăng thân khắp chỗ. Tăng thân ở đây không hẳn chỉ là người, nó là cây, nó là rừng, nó là lá, chỗ nào có tăng thân khắp chỗ, quê hương nơi này. Cũng như Tổ Lâm Tên nói, giây phút nào cũng là giây phút trở về nhà của mình hết. Chúng ta nói là go back to our true home, trở về cái quê hương đích thực của ta là giây phút hiện tại. Thì mình có đi tìm cái hạnh phúc ở đâu nữa hết. Quê hương là giây phút hiện tại. Ngay chỗ này, ngay nơi đây, ngay giây phút này. Và như vậy thì tiếp xúc được với Bụt, với Pháp và với Tăng. Quý vị thấy bài này cũng là quý y Tăng, cũng là thực tập nương tựa Tăng, Tam Bảo. Thở vào thì anh thấy gì? Hoa nở, những màu nhiệm của sự sống. Thở ra anh thấy gì? Anh thấy trúc lai. Tâm không ràng buộc. Không ràng buộc đây tức là không ràng buộc bởi những cái dự án, những cái mong ước tương lai của mình. Tại vì ngay bây giờ tại đây nó đủ rồi, hạnh phúc nó tràn trề rồi, thành ra không có cần phải thiết kế một tương lai, ao ước một cái gì mà mình chưa có. Cái đó gọi là ràng buộc, hoặc là tiếc thương quá khứ, hối hận về quá khứ. Đó đều là những cái ràng buộc hết. Tiếc thương, hối hận về quá khứ là ràng buộc. Và ngóng trông những cái gì nó xảy ra trong tương lai cũng là ràng buộc, là tâm không ràng buộc. Tiêu gia tháng ngày, tiêu gia tức là tự tại, tức là hạnh phúc trong cái tự do. Và tiêu gia tháng ngày tức là mỗi giây phút. Thì khi mà quý vị ăn cơm, quý vị có thể ăn cơm theo cái bài này. Đây là tình độ là đấy. Đi tìm tình độ đâu nữa? Đi tìm hạnh phúc đâu nữa? Đi tìm tình độ đâu nữa? Thành ra ngồi ăn cơm với chúng, được ăn cơm với chúng trong chánh niệm, tức là cũng đang ngồi ăn với Bụt, với giai đoạn nguyên thủy. Buộc và giai đoạn nguyên thủy không phải nó thuộc về quá khứ đâu. Nếu mà mình an trú trong hiện tại thì buộc và giai đoạn nguyên thủy nó có mặt ngay trong hiện tại, và không giây phút nào, không có bữa cơm nào mình không ăn chung với buộc hết. Tại buộc là chánh niệm. Bài này cũng có bằng tiếng Pháp, bằng tiếng Anh. Và nếu mình là người Tây Phương thì mình cũng có thể sắp đặt để mình thở theo nhịp của nó được. Đó là ba bài, có bài thứ tư nữa cũng rất là hay, bài nào có lần mai cũng hay hết rồi. Là bài đã về đã tới. Mình sợ nó làm hư cái bài này cho nên mình đã đem ra cầu tòa chứng cho mình rồi. I have arrived em hôm, tại vì mình sợ một hãng máy bay nào đó nó muốn quảng cáo á. Anh mà bước vô máy bay của tôi là anh cảm thấy anh đã về nhà, anh đã thoải mái rồi. Những chiêu đại viên của tôi sẽ chăm sóc các anh, các chị rất là đàng hoàng. Anh không cần về, cần tới Tokyo, anh bước lên Japan Airlines, anh thấy cái gì nó cũng Japan hết rồi. Anh đã về, đã tới rồi. Vì vậy cho nên cái bài này mình cầu chứng ở tại tòa rồi, để cho họ đừng có làm hư của mình. Đã về, đã tới, bây giờ ở đây. Buộc và chữ tổ gia hồ lắm thì thầy mới nói ra được hai cái chữ đó, đã về đã tới. Đã về đã tới là pháp ấn của lần mai. Bất cứ một cái giáo lý nào, một sự thực tập nào mà không có mang cái dấu ấn đã về đã tới thì không phải là giáo lý và sự thực tập của lần mai.
I have arrived, I am home. Và khi mà thực chứng được cái đó, thực tập được cái đó, thì hạnh phúc nó có liền lập tức. Và nếu anh chưa có hạnh phúc là tại vì anh chưa thành công ở chỗ đã về đã tới. Anh đã về đã tới rồi thì anh thành công, thì anh hạnh phúc liền. Thành ra các cô, các chú nào mà chưa hạnh phúc và biết rằng mình chưa về tới, mình chưa tới. Về nhà, tới nhà của mình rồi, bây giờ đây. Vững chãi thảnh thơi. Vững chãi. Solidity. Không bị quá khứ và tương lai nó lôi kéo. Thảnh thơi là tự do. Vững chãi thảnh thơi là hai cái đặc tính của hạnh phúc, của Niết Bàn. Nó là cái nền tảng của hạnh phúc. Hai đặc tính của Niết Bàn. Khi không có vững chãi, không có thảnh thơi, thì anh có thể nói là có Niết Bàn được. Quay về nương tựa. Quay về tức là quay về giây phút hiện tại và nương tựa nơi hải đảo của tự thân. Tức là chánh niệm, tức là hơi thở chánh niệm, tức là bước chân chánh niệm. Nó rất là cụ thể, nó không phải là những cái trừu tượng. Tổ dạy chúng ta, tổ lâm tế dạy chúng ta phải quay về hiện tại và sử dụng cái tâm sáng chói của mình để đi vào thế giới hoa tạng, đi vào các cõi buộc, đi vào tịnh độ, nắm tay buộc cùng đi chơi. Cái chuyện đó là chuyện mình có thể làm được. Nhưng mà lần mai mình cụ thể hơn, mình cho những cái phương pháp rất là cụ thể để người nào cũng có thể làm được, chứ không phải là chỉ có những bậc đại căn đại trí mới làm được. Tổ dạy một cách tổng quát như vậy, chỉ có những bậc đại căn đại trí mới làm được thôi. Nhưng mà lần mai chúng ta đi xa hơn, chúng ta đưa ra những cái biện pháp, những cái pháp môn mà ai cũng có thể làm được. Và mình không cần là bậc đại căn đại trí, mình cũng có thể làm được. Và mình có thể sống hạnh phúc như Bụt được. Có một ông quan chú tỉnh họ Vương, quan thường thị chú tỉnh, hay tới thăm tổ lâm tế. Có một lần ông tới, quan tới thì tổ đang ở ngoài sân, rồi tổ mới mời đi chơi với tổ, đi tới trước cái tăng đường nhìn vô. Thế là trong im lặng quá. Thì quan thường thị hỏi, ở đây các thầy có tụng kinh không? Tổ nói, không có tụng kinh. Có ngồi thiền không? Ở đây không có ngồi thiền. Quan nói, không tụng kinh, không ngồi thiền, thầy làm cái gì? Có tài dù đuối như thế. Có hai chồng đó mà không làm thì làm gì? Tổ nhìn, tổ nói, đây ta chỉ làm tổ làm buộc thôi, không tụng kinh, không ngồi thiền. Là vậy đó. Tại ta tụng kinh và ngồi thiền để làm gì đâu. Nếu tụng kinh là để mà đọc chim trí thì nó tới đâu đấy. Ngồi thiền mà ngồi trong cái hầm tối đen ngòm, mong cho tới có tiếng chuông để đứng dậy thì ngồi như vậy để làm gì? Ở đây không có niềm, không có tụng kinh, không có ngồi thiền, ở đây chỉ làm tổ làm buộc thôi à. Tôi dạy họ làm tổ làm buộc thôi, tôi không dạy họ ngồi thiền tụng kinh. Thì ông Quang ông ấy gật đầu, ông ấy hay thiệt. Mấy cái bụi vàng á, tuy là có giá trị thực nhưng mà mỗi khi nó rơi vào trong mắt mình thì cũng xuống sang lắm. Vàng mà vàng mạc đó, vàng vụn đó, nó cân giá mắt, nhưng mà nó rơi vào mắt thì xuống mắt lắm. Tức là những cái phương tiện như là học kinh, học lâm tế lục á, mà nghe thầy giảng, nếu mà biết cách sử dụng thì nó có ích lợi, nó là vàng. Nhưng mà nếu không biết cách sử dụng thì học suốt tam tạng giáo điển nó cũng vô ích.
và nó còn làm hại mình nữa, là tại vì cuộc đời của mình chỉ dùng để học và nói thôi, nó không có chuyển hóa gì. Con ngựa hoang của mình nó hoàn toàn vẫn còn là con ngựa hoang. Và trong trường hợp đó, ngồi thiền hay là tụng kinh cũng đều làm cho mình xuống, làm cho mình mệt thêm, không có ích lợi gì cả. Cho nên ông mới nói là hay thiệt. Mạc vàng tuy là quý như vậy đó, nhưng mà rơi xuống mắt nó cũng xấu như thường. Tôi mới nói, vậy mà lâu nay tôi tưởng quan lớn là người tầm thường, không biết gì hết. Nói một câu đó chứng tỏ là ông là học trò giỏi tôi á. Tại vì quan thường thì thường hay tới tham dự những cái buổi thuyết pháp của Tổ Lâm Tế. Cái bài tiếng Việt còn nhiều nữa. Nay tôi đã về, nay tôi đã tới. An trú bây giờ, an trú ở đây, vững chãi như núi xanh, thảnh thơi giường mây trắng. Cửa vô sinh mở rồi, tạm nhiên vô bất động. Thì hy vọng ở bên cái bài hát bằng tiếng Anh, mình làm mấy cái câu đó ra, có chưa? Vững chãi như núi xanh, thảnh thơi giường mây trắng, mình có bằng tiếng Anh chưa? Mình nên làm bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tại bài tiếng Việt nó hay hơn. Bốn cái bài này mình thực tập cho giỏi, mình nắm lấy cái tâm của mình. Đừng có thực tập một bài, thực tập luôn cả bốn bài, để cho bài nào nó cũng còn mới. Thực tập bài này một thời gian rồi sang thực tập bài kia, rồi để cho khi mình trở lại bài này thì nó vẫn còn mới. Đừng để cho nó bị soi mòn, đừng để cho nó bị lờn. Và trong những cái khi mình giúp người ta, mình mở những khóa tu, mình có thể sử dụng để giúp cho họ. Tại vì người nào cũng có một cái tâm hoang sơ, chưa có tu tập, tâm chưa tu tập, làm nên những lầm lỗi và khổ đau. Cho nên mình phải giúp họ nắm lấy cái tâm của họ. Và mình đưa ra những cái dây cương, những cái sợi dây xích, những cái dây buộc để buộc cái tâm của họ. Cái tâm mà không có tu tập á, nó bị thất niệm kéo đi. Thất niệm là không có chánh niệm. Ăn không biết là mình ăn. Uống không biết là mình uống. Đi không biết là mình đã đi. Mình nói những điều ác độc mà mình không biết là mình đang nói những điều ác độc. Mình đang bị vướng mắc, mình không biết là mình đang vướng mắc. Mình đang sống trong màu nhiệm mà mình không biết là mình đang sống trong màu nhiệm. Cái đó gọi là thất niệm. Và thất niệm nó đi đôi với tán loạn. Dispersion. Mà cái tâm mình nó bị thất niệm mà tán loạn nó kéo đi á, thì cái tâm mình, một cái tâm không có tu tập, nó đưa tới cái bất chánh tri. Tri là biết, chánh là biết đúng, bất chánh tri là không có biết đúng. Khi cái tâm mình thất niệm tán loạn thì mình nhìn sự vật một cách hờ hợt và mình không có thấy được những cái sự thật. Những cái mình có những cái tri giác sai lầm, bất chánh tri. Trong khi đó buộc là người có chánh biến tri. Tức là có chánh tri. Và chánh tri đó nó áp dụng vào trong tất cả mọi trường hợp, thời gian và không gian, gọi là biến tri. Biến là nó cùng khắp. Và vì vậy cho nên muốn đi tới chánh tri và chánh biến tri là mình phải thoát ra khỏi tình trạng thất niệm, tình trạng tán loạn và tình trạng bất chánh tri. Đó là ba cái tâm sở, ba cái tâm hành đó. Bất thiện, phiền não, ba cái phiền não. Khi mà mình không có chánh niệm,
khi mình tâm mình tán loạn thì mình hiểu lầm nhiều lắm, mình không có nhận diện ra cái gì hết, và mình gây những cái đổ vỡ, những cái xáo trộn, những cái hiểu lầm ở giữa anh em chị em. Cái tâm không có tu tập là nó như vậy. Và vì vậy cho nên khi mà mình trở về nắm được cái tâm tu tập thì từ từ mình có chánh niệm, thì mình có định, có chánh định. Chánh niệm để đối trị với thất niệm, chánh định để đối trị với thất tán loạn. Và khi mình có niệm, có định rồi thì bắt đầu mình có chánh tri, mình nhìn cái gì mình thấy được cái đó sâu hơn. Và mình không có làm ra những cái lầm lỗi tạo ra những khổ đau. Cái đó gọi là tâm có tu tập. Thành ra quý vị nên biết, rồi mình học có giỏi cách mấy đi nữa mà mình không có trở về nắm được cái tâm và tu tập cái tâm, cày cấy cái miếng đất của tâm, tưới tẩm cái những hạt giống ở trong tâm thì cũng không thành công được. Này các thầy, tôi không thấy một pháp nào khác lại đem đến đau khổ như là tâm không được tu tập. Tâm không được tu tập đem lại rất nhiều đau khổ. Này các thầy, tôi không thấy một pháp nào khác có thể đem lại an lạc như là khi mà tâm được tu tập. Tâm được tu tập thì đem lại an lạc rất nhiều. Đó là lời của Bụt dạy. Và tôi mong rằng tất cả mọi người trong đại chúng, xuất gia cũng như tại gia, đem hết cái tâm thành của mình ra để mà thực tập những cái bài này. Nếu quý vị thực tập một vài tuần thì quý vị sẽ thấy sự thay đổi. Và quý vị có thể thực tập tháng này sang tháng khác, năm này sang năm khác, thì coi như cái tuệ của quý vị nó sẽ khơi mở ra. Cái tuệ của mình nó sẽ phát ra, phát tuệ. Khi mà mình thực tập chánh niệm và chánh định, mà chánh định trước hết là trở về cột cái tâm mình lại. Mà ở lần mai thì cột tâm mình lại trước hết, mình cột thân mình, cột hơi thở và cột bước chân vào trong chánh niệm. Và mình có những cái bài tập rất là hay để mà làm được chuyện đó. Quý vị sử dụng cho hết lòng. Tại vì cái mục tiêu của người tu là như vậy, chứ không phải là trở thành ra một nhà học giả về Phật học, nổi tiếng là một nhà nghiên cứu. Bài đã về đã tới cũng có thể thực tập trong thiền ngồi và thiền đi, thực tập trong ăn cơm được.